Trường Đại học Giao thông Vận tải và Tập đoàn Skyway Cộng hòa Belarus đã tổ chức hội thảo khoa học về loại hình giao thông trên cao, hay còn gọi là Skyway. Trên thế giới, giao thông trên cao Skyway không phải mới, nhưng ở Việt Nam thì chưa xuất hiện loại hình này. Với nhiều tính ưu việt như vận chuyển người, hàng hóa với tốc độ trung bình hơn 100 km/h, tiết kiệm chi phí gấp nhiều lần so với loại hình khác, tiện dụng, an toàn và thân thiện với môi trường, phù hợp với ứng dụng công nghệ 4.0, Skyway cũng được xem là phù hợp cho việc giải quyết nạn ách tắc giao thông của Việt Nam hiện nay. Đánh giá cao thị trường tiềm năng của Việt Nam, các ý kiến tại hội thảo đều cho rằng giao thông trên cao ở Việt Nam sẽ trở thành hiện thực. Do vậy, tập đoàn Skyway và Trường Đại học Giao thông Vận tải sẽ hướng tới hợp tác, nghiên cứu, phát triển công nghệ vận tải trên cao tại Việt Nam, ứng dụng cho các loại địa hình hay khí hậu khác nhau mà các loại hình giao thông khó tiếp cận.